chào các con. Trong văn bản Lòng yêu nước của Ira Edinburgh có một câu như sau: lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc. Điều đó đã trở thành một chân lý bất hủ, và đối với chúng ta, tình yêu quê hương đất nước luôn là một tình cảm vô cùng lớn lao và sâu nặng. Ngay trong những văn bản được sáng tác ở thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Xuân Quỳnh, các con đã từng được học, đó là bài Tiếng gà chưa. Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu tổ quốc, vì xóm làng thân thuộc, bà ơi cũng vì bà, vì tiếng gà cục tác ổ trứng hồng tuổi thơ. Chúng ta thấy rằng là tình yêu quê hương bắt nguồn từ những tình cảm vô cùng là thân thuộc và gần gũi như thế. Và đến với văn bản ngày hôm nay của Edinburgh, chúng ta một lần nữa cảm nhận rõ hơn cội nguồn của tình yêu tổ quốc, yêu thiên nhiên chính là yêu những khung cảnh, yêu gia đình mình và yêu những gì thân thuộc nhất. Bây giờ các con sẽ cùng với cô và bài ngày hôm nay nhé. Chúng ta đến với văn bản Lòng yêu nước. Để tìm hiểu về nội dung của văn bản này, các con sẽ đến với cô phần đầu tiên qua phần 1 La Mã, đó là tìm hiểu chung. Chúng mình vào phần 1 nhỉ, các con sẽ đi tìm hiểu thông tin về tác giả với cô. Tác giả. Đối với tác giả Ira Edinburgh, các con chú ý những thông tin như sau. Ira Edinburgh sinh năm 1897, mất năm 1967. Đây là một trong những nhà văn ưu tú, nhà báo lỗi lạc, nhà hoạt động và xã hội nổi tiếng của nước Nga thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Khi chúng ta nhắc tới Ira Edinburgh, các con không chỉ nhắc tới một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội, mà chúng ta còn nhắc tới đây cũng là một trong những nhà sáng tạo đa tài. Ông không chỉ viết ở một lĩnh vực mà ông còn viết ở nhiều thể loại khác nhau, ví dụ như là báo chí, thơ ca hay là tiểu thuyết. Và dù ở đề tài nào thì Ira Edinburgh đều có những tác phẩm vô cùng là xuất sắc. Ông có những tác phẩm nổi tiếng, ví dụ như là Làn sóng thứ 9 hay là Tuyết tan, Paris sụp đổ, Bão táp. Các con cũng có thể tìm đọc những tác phẩm này để hiểu hơn về phong cách sáng tạo cũng như là quan điểm nghệ thuật của tác giả. Bây giờ thì cô trò mình sẽ chuyển tiếp sang phần 2 nhỏ. Chúng ta đi tìm hiểu về nội dung của tác phẩm. Các con cùng với cô tìm hiểu nội dung cụ thể sau đây. Hai nhỏ. Tác phẩm. Về nội dung của văn bản, thì đầu tiên các con sẽ đi tìm hiểu về cô đó là phần xuất xứ. A nhỏ. Xuất xứ. Văn bản Lòng yêu nước được trích từ bài báo Thử lửa của tác giả. Văn bản Lòng yêu nước. Được trích. Từ bài báo Thử lửa của tác giả. Và nội dung tiếp theo các bạn đi tìm hiểu với cô đó chính là phần B về hoàn cảnh ra đời. Văn bản Lòng yêu nước được viết vào thời kỳ đó là chính là vào tháng 6 năm 1942. Đó cũng chính là một thời kỳ giai đoạn ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ nhân dân, bảo vệ nước Nga Xô Viết. Và đó là cuộc bảo vệ vô cùng là gay cấn và quyết liệt, bởi vì nước Nga Xô Viết phải đứng trước cuộc chống phát xít Đức xâm lược giai đoạn 1941-1945. Về bố cục thì chúng ta lưu ý cho cô những đặc điểm chính sau đây. Các con chuyển sang phần C, đó là về bố cục văn bản. Đối với bố cục thì các con có thể đọc kỹ cho cô ở nhà, đọc kỹ văn bản 2 lần. Sau đó các con có thể xác định được văn bản này chia làm 2 đoạn. Đối với đoạn 1, các con có thể dùng cho cô bút chì, đánh dấu vào sách giáo khoa, từ đầu cho tới trở nên lòng yêu tổ quốc. Ở đây thì người viết đã nêu những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Như vậy chúng ta chia bố cục làm 2 phần.
Phần 1 đó là biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước. Và phần thứ hai đó là phần 2, tức là đoạn 2 còn lại. Phần 2 nói về khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước. Sức mạnh của lòng yêu nước. Với bố cục như vậy thì cô nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thể khá là dễ dàng để phân tích cũng như là tìm hiểu rõ chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Bây giờ chúng mình chuyển sang phần D cho cô, đó là phần đại ý. D. Đại ý của văn bản. Về phần đại ý, các con có thể hướng lên trên màn hình cho cô. Bài văn đã thể hiện một tinh thần yêu nước tha thiết, sâu sắc của tác giả và những người dân Xô Viết. Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu đối với những gì thân thuộc và sẽ được thử thách gay gắt trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần hai la mã. Các bạn tìm hiểu về cô cụ thể hơn về cội nguồn của lòng yêu nước. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích những dẫn chứng này. Các bạn chuyển sang phần hai la mã đọc hiểu văn bản.